mọi người nghe thì cũng biết cái bài này cũng lâu rồi đúng không? Hôm nay hát để cho phổ tế đang lên xem, để cho phổ tế dù gì thì cũng sẽ thức tỉnh, đúng không mọi người? Nhưng mà bây giờ thì sư cũng chia sẻ cho tất cả mọi người, với chia sẻ cho phổ tế là tức là cái tâm của ông ấy, tuy rằng là ông đi xuất gia nhưng mà cái tâm của ông thực ra là nó rất là ác, nó rất là ác, nó rất là hiểm. Thì bây giờ ấy, thì ông phải thử biết rằng ấy, bây giờ cứ coi như là tôi với ông cãi nhau đi, tôi với ông cãi nhau đi thì ai cũng tranh vì mình đúng, ai cũng bảo thủ của mình đúng không? Cái điều đó là một cái điều tất nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người ấy phải xem, tức là một cái sự minh chứng. Xem cái sự minh chứng tức là trong khi sư còn đang gọi là đang bị giam giữ để điều tra đấy, thì phổ tế gọi là đã dùng đủ mọi cách đúng không? Từ trước đến giờ chủ tịch Nguyễn Văn Trường với phổ tế thì là một rồi, bởi vì bà cô của Nguyễn Văn Trường thì lại ở giúp việc ở dưới của chùa phổ tế. Đó là một cái móc xích nhau như sư đã chia sẻ cho mọi người đấy. Khi mà câu kết được rồi thì phổ tế có biết ấy, là phổ tế nhắn tin cho tất cả mọi người và nhiều người không? Nhắn rất nhiều người, cái tin nhắn ấy vẫn còn. Tức là nói là tôi về tôi giữ cho chùa cho thầy Hải, không có sau này ấy, thì khi mà sư khác ấy, người ta nhảy vào ấy, thì thầy Hải về là thầy Hải mất chùa, thầy Hải không còn chùa đó. Thứ nhất là phổ tế nhắn cho tất cả mọi người đã. Nhưng mà sau khi mà phổ tế về thì phổ tế lại phải đập chỗ nọ rồi làm chỗ kia đấy. Cái đấy là một sai trái và một cái minh chứng. Một cái minh chứng có nghĩa là mị dân, đúng không mọi người? Một cái minh chứng là mị dân, bởi vì tất cả mọi người biết được là sư từ trước tới giờ đấu tranh bao nhiêu năm trời xây cái tháp chuông đấy, không thể đấu tranh, không thể được xây. Nhưng mà tất cả những người con em làng Ô Mễ ở các nơi về thì không biết cái chuyện gì cả. Tức là chỉ nghe những cái người ở bên trung đình người ta nói là thầy này không xây được cái gì, cứ phân bì chùa nọ chùa kia, làm như nọ làm như kia. Cái người tu hành ấy thì làm được nhiều thì nó cũng là một cái tốt thôi, nó cũng là thập phương bá tính, cũng như là phải có đại gia hỗ trợ thì mới làm được. Chứ còn mình thì tự nhiên thì mình làm cái gì, tài cán của mình có cái gì, mình làm được cái gì nhiều tiền, đúng không mọi người? Do đó là cái nhiệm vụ của mình chính là mình giáo hóa cho các Phật tử ăn hiền ở lành theo đúng cái đường lối của đạo Phật. Còn đâu cái làm thì nó là cái nhân duyên của mỗi người rồi. Nhưng mà đây thì ông thừa biết là trong cái lúc đang cái lúc nước sôi lửa bỏng, đúng không? Ông về ông đập chỗ nọ, ông phá chỗ kia, rồi ông gieo tất cả những cái gọi là những cái mê tín dị đoan này, cũng như là cái mị dân này. Tất cả những cái người ấy, tôi không hiểu tại làm sao tất cả những cái người mà trước kia thì người ta cũng yêu quý nhà chùa, người ta cũng rất là gần gũi với nhà chùa, nhưng mà khi tôi về thì cũng không có ai tới. Nhiều người thì không biết là mà tới, nhưng mà có mấy người đã tới rồi nhưng mà cũng ngoảnh mặt quay đi đấy. Thì không biết là ông gieo vào cho tất cả những cái người đó những cái như thế nào mà nó lại như vậy. Hơn nữa là ông thu lạp tất cả những cái người ở bên trung đình đấy, vốn dĩ những cái người đó người ta từ trước tới nay người ta
mâu thuẫn với nhà chùa, người ta chửi như nọ như kia, thì ông lại câu kết. Những cái đấy là nó hiện rõ, nó hiện rõ ra rồi. Còn bây giờ tất nhiên là hai người cãi nhau, tôi mới nói là hai người cãi nhau ai cũng nói là mình hai mình tốt hết. Nhưng mà đấy là những cái sự minh chứng của ông là nó rõ ràng như thế. Hơn nữa là ông phải biết được rằng ấy, ông phải thấy được là vỏ quýt dày phải có móng tay nhỏ. Đấy, tôi nói thiệt là đầu tiên ấy, là tôi không bao giờ là tôi tính đến cái chuyện mà đưa nhau lên Facebook rồi băm bổ nhau, rồi đưa lên mạng băm bổ nhau như thế này đâu. Tôi chưa tính cái chuyện đó đâu. Tôi cũng tưởng là buông xả đấy. Tôi nói thiệt là tất cả những cái gì mà mọi người ấy, người ta sắp đặt cho tôi là ăn Tết xong rồi bắt đầu với lên, với làm việc, tất cả mọi chuyện đấy. Nhưng mà tôi đã tính cái nước buông bỏ. Tôi đã tính cái nước buông bỏ thôi. Đi lên để mà lấy những cái bộ quần áo về để mặc cho nó khỏi rét đã. Rồi sau này được tính sao. Đấy, tôi đã định buông bỏ. Nhưng ông có biết vì sao không? Thứ nhất là tôi phát hiện ra là cái giấy bãi nhiệm trụ trì của tôi, ông gửi cho hết người nọ đến người kia. Đấy, thứ nhất là tôi mới phát hiện ra, chính là lúc đầu là tôi chưa biết cái giấy này. Tôi chưa biết cái giấy này, nhưng mà tôi phát hiện là cái giấy này là ông gửi cho hết người nọ người kia, tức là ông đã gieo vào cho tất cả mọi người rồi. Đây, đúng là gọi là bị Phật giáo như nọ, Phật giáo như kia, đúng không? Thì từ trước tới giờ ai mà chả biết là tôi nên tôi nói cái Phật giáo Thái Bình, ai mà chả biết rồi. Tôi đâu có hòa đồng, tôi mới nói là tôi chẳng họp với Phật giáo Thái Bình, tôi cũng chẳng gần gũi một ai. Bảo đóng góp cái gì thì có cái người nhà, cái đứa cháu nó cũng đi tu thì nó đóng góp cho thôi. Chứ còn tôi cũng đâu có giao lưu rồi tôi có gần gũi với một cái người nào. Ông thừa biết được cái chuyện đó, ông thừa biết rồi. Đấy, nhưng mà khi mà cái giấy của cái ông Thích Thanh Hòa ra cái giấy đó thì cũng do ông nữa chứ. Do ông chứ còn bình thường thì làm gì mà Thích Thanh Hòa đầu óc ngu muội làm sao mà biết những cái gọi là tí một tí lỗi về gọi là đánh lô. Bây giờ thiếu gì thầy đánh, có thầy còn đánh bao nhiêu tiền, thiếu gì thầy đánh. Thì cái đó là cái giấy đó là cũng là đã là do ông rồi mà ông đi gửi cho hết mọi người. Cuối cùng tôi mới gửi cái giấy của tôi là bây giờ đấy, bây giờ coi như là tôi, cái tội lỗi của tôi không như mọi người đồn thổi, không như mọi người đồn, mà đấy, cái tội lỗi của tôi thực sự là nó có như vậy thôi. Tôi gửi cho ông đấy, tôi gửi cho ông. Thì khi mà tôi gửi cho ông xem rồi thì bắt đầu là tôi mới thấy là tất cả mọi người cũng nói là ông đăng lên Zalo, đăng lên Facebook, đúng không? Đăng lên Zalo, đăng lên Facebook là hai cái giấy này ông cũng làm thơ rồi tốt thì khoe ra mà xấu xa đậy lại, vân 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 vân. Bắt đầu ông đăng lên Facebook hai cái giấy này cùng với Zalo. Do đó là tôi mới biết được là ông quá ác. Đấy, ông quá ác. Chính thức là tôi đã định buông bỏ. Tôi đã định buông bỏ đấy. Còn đâu bây giờ ấy, ông đừng bao giờ là ông thanh minh. Ông thanh minh là để nguyên thì tôi về rồi vân 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 vân, rồi cứ sám hối đi, rồi lấy lòng với chính quyền, rồi với Phật tử như nọ như kia đi. Đấy, ông đừng bao giờ ông nói cái đãi đuôi này nhá. Ông đừng bao giờ ông nói đãi đuôi này. Nếu như hôm mà tôi mới về mà ông nói cái câu này thì thực sự là có thể là tôi về tôi ở với ông được. Tuy rằng là tiếng là anh em, đấy, tiếng là anh em, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng gần như
gần như là cứ như là một cái người trò đi. Tôi thì tôi còn khỏe mạnh, có thể là tôi cúng lễ, tôi vung thu được, có thể là tôi vung thu tất cả những cái kinh tế cho ông, tôi không đòi hỏi. Rồi khi nào sau này là quyền của ông, nếu như cái bước đầu mà ông nói với tôi thì có thể tôi buông bỏ tất cả được. Nhưng mà ông đâu có nói gì, ông chỉ nói là quanh đi quẩn lại là ông nói là bốn người cán bộ xã xuống mời ông, rồi là ông cũng chỉ nhận lời là ông đi lại rồi ông xây dựng kiến thiết cho nhân dân, chứ ở là ông không ở, đúng không? Đấy là ông quanh đi quẩn lại ông nói cái điều đó, chứ ông có nói cái điều kia. Đừng bây giờ đừng có mà thanh minh những cái chuyện đó rồi bắt đầu ông đi gửi cho người nọ người kia những cái tin đó. Tôi đăng lên Facebook đấy, tôi đăng hiện tại lên cho mọi người xem đấy. Rồi còn tôi sẽ đăng rất là nhiều nha. Tôi nói rồi, ông làm cho tôi đau 10, chả lẽ tôi không làm cho ông đau 3-4 à? Đấy, ông làm tôi đau có nghĩa là tôi mất cả một cái cơ nghiệp 36-37 năm tu hành, ra đi hai bàn tay trắng, không được thanh minh với một Phật tử nào, 500 Phật tử chả nhẽ người ta ghét tôi hết rồi, không được thanh minh rồi. Đấy, chính ông nói là có họp Phật tử nhân dân rồi cũng như là cán bộ người ta không đồng ý, cái đấy là do ông. Ừ, bây giờ nếu như là mọi người nghĩ bảo là Phật giáo hỏi bãi nhiệm trụ trì của tôi đi, thì bây giờ tôi cứ là một con người công dân đi. Tôi là một con người công dân thì đã sao chưa? Ví dụ như thế, tôi là một con người công dân, tôi ở với ông, tôi giúp việc cho dân, rồi tôi giúp ông, tôi là người công dân đi thì đã sao chưa? Rồi hay là có cái lễ bái gì thì thí dụ như vậy. Tuy là tôi đỡ ông, nhưng mà tôi không phải là tranh cái chức quyền, nhưng tôi vẫn có thể tôi đội cái mũ cà sa, đội cái mũ hoa đàng, tôi mặc cái áo cà sa, tôi lên tôi lễ thay cho ông, vân vân. Bây giờ thầy cúng kia tối người ta ngủ với vợ người ta cũng còn mặc áo cà sa đầy đó, người ta lên người ta lễ đấy thầy, ai cấm người ta, ai bắt người ta, ai bỏ tù người ta đâu. Đây ví dụ như vậy. Còn đâu đấy, nếu như bảo là Phật giáo không công nhận thì thôi, thì cứ tu với dân đi, tu với gọi là giúp việc cho ông đi, sống thì ông nuôi mà chết thì ông chôn đi, xem nào. Tôi cũng đã, thực ra là tôi cũng đã muốn buông bỏ. Chính ra tất cả mọi người nè, nói là để đến ra diêm, ngày rộng tháng dài là lên, cứ ở, ông ở tôi ở, thì lúc đấy nó mới ra vấn đề. Chính thức là như vậy, nhưng mà tôi chính ra là tôi đã muốn buông bỏ rồi. Nhưng mà cuối cùng là tôi nghĩ là ông ác quá, ông, cái tâm của ông nó quá ác. Ông không những đăng lên Facebook, rồi ông đăng lên Zalo này, rồi tất cả trong khi tôi đi vắng thì những cái làm những cái nói là đưa lên những cái trang mạng nói xấu tôi rất là nhiều. Tôi biết là do ông, cũng như là ông chỉ đạo cho một số người làm rất là nhiều. Rồi trong khi lên Facebook thì đấu đá nhau thì toàn những cái nick ảo, nick giả. Tôi bảo tôi chỉ muốn là tôi với ông trực tiếp để đấu đá nhau, chứ tôi không cần những cái người nọ người kia hay là những cái nick ảo vào. Đấy, nhưng mà ông chuyên làm như thế. Thì tới đây ấy, tôi cũng sẽ có một cái video chia sẻ tới toàn thể tăng ni cả nước Việt Nam. Rồi có một cái video chia sẻ tới chùa Quán Sứ số 73. Đấy, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bài chia sẻ cũng như là cái video, còn đơn thì tôi sẽ gửi khác cái video để cho tất cả các thượng tọa đại đức tăng ni biết được cái sự việc ở Thái Bình. Đấy, do trưởng ban là Thích Thanh Hòa cũng như do ông. Đấy, bây giờ nếu nói bảo là ông
cướp chùa của tôi. Thì mọi người nói là, ơ, chùa nào của ông? Chùa là của dân, của làng. Các vị sư thì chỉ mượn cảnh mà tu, đúng không? Mượn cảnh mà tu rồi khi chết đi thì chùa giả dân, giả làng, chứ chùa nào của ông nào, của bà nào, đúng không? Nhưng tôi mới nói ở đây là ông đang cướp cái chỗ ở của tôi, đúng không? Bởi vì chùa thì là đất công của xã, đúng không? Chùa là đất công của xã, nhưng mà được gia đình ông Quốc làm xây dựng, mời tôi về 19 năm nay. Có nghĩa là cũng như là tin tưởng tôi, giao cho tôi, được chính quyền địa phương nhập khẩu cho tôi, cho tôi về trụ trì từ 19 năm nay. Thì bây giờ tôi mới nói là ông đang cướp cái chỗ ở của tôi, đúng không? Tôi không nói gì đến chùa nữa. Chùa bây giờ thì bảo là chùa của dân, của làng. Sư thì mượn cảnh mà tu, chết giả dân, giả làng, đúng không? Nhưng bây giờ tôi mới nói là ông đang ăn cướp cái chỗ ở của tôi. Rồi còn tất cả những cái nhiều bài khác thì bây giờ ông cứ nghĩ mà xem. Ông cứ nghĩ mà xem. Ông gì mà sao ông lại tàn ác như thế vậy? Có nghĩa là ông triệt con đường sống. Bây giờ tôi mới nói như này, hai cái chú thầy cúng, cái chú Trung ở Tân Hòa với chú Hưng ở Thái Bình, thôi thì ông triệt con đường của tôi, ông làm cho tôi khổ đau thì thôi cũng được đi. Hai cái chú đấy ông cũng để cho nó theo ông, theo ông để nó cúng lễ. Bây giờ tôi mới nói là nhà chùa ăn bát cơm thì phải để cho đạo tràng nó kiếm cái bát cháo nó ăn chứ. Bây giờ nó đang theo tôi bao nhiêu năm như thế này, bây giờ coi như ông triệt luôn. Ông triệt tôi, ông triệt cả hai cái chú đấy, bây giờ bơ vơ. Ông thấy không? Còn những cái người đệ tử của ông thì nó cũng rất là nhiều việc nó làm từ trước đến nay rồi, ai chả biết. Ai chả biết là cái chỗ ông là ông có tiếng, vân 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 vân. Ông đi lễ bao giờ cũng nhiều rồi. Nó đang có bát cháo nó ăn thì ông cũng để cho hai cái đứa này nó có bát cháo nó ăn, ông triệt đường. Nên là tôi thấy là ông ác quá. Ông ác quá. Do đó là tôi quyết định là tôi sẽ tung tất cả lên Facebook cũng như là lên mạng YouTube, để sau này khi tôi và ông chết đi rồi, nó mãi mãi sẽ còn những cái video nó còn lại, biết hai anh em cùng chung một thầy đấy. Ngoài đời thì có hai anh em giết nhau, tranh nhau vì đất cát, đúng không? Trong đạo thì có hai anh em cùng một sư phụ mà tương tàn lẫn nhau, tương tàn lẫn nhau. Để ông cứ nghĩ mà xem. Cái lỗi của tôi mới nói là cái phép của nhà Phật ấy, 48,000 pháp môn cơ mà. Mình hỏng cái này thì mình tu được cái pháp môn khác. Đấy. Mà cái lỗi này nó rất là lỗi nhỏ, đối với nhà chùa nó là một cái giới nhẹ. Còn đâu bây giờ nhiều vị kia trai gái bắt quả tang kia, trời ơi, sám hối dân, sám hối làng, cũng vẫn cứ ở, rồi cũng cứ thế nọ thế kia. Ông thừa biết rồi, những cái chuyện đó ông thừa biết. Nó là một cái